Hey hey, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Sun Radio. Và Nguyên Hai nhân dịp ở đây thì giới thiệu với lại Vi một số cái bãi biển chỉ dành riêng cho người lớn, 8 bãi biển. À, và trong đó có một cái bãi biển ở Mỹ mà Nguyên Hai nghĩ là Vi cũng sắp đi đó. Vi cũng nên tìm hiểu về cái bãi biển này. Đầu tiên là bãi biển ở Mỹ, Baker ở San Francisco của Mỹ. Bãi biển này hướng ra khung cảnh ngoạn mục của cây cầu Golden Gate. Phần phía bắc bãi biển gần cây cầu là nơi du khách có thể tự do mặc hoặc là cởi đồ. Tuy nhiên du khách bắt buộc phải mặc đồ nếu muốn sử dụng nhà vệ sinh, bàn picnic hoặc các thiết bị công cộng khác. Trước khi đến đây, du khách nên xem trước dự báo thời tiết trước khi phòng sóng lớn. Tiếp theo, đó là Orient Saint Martin của Pháp. Bãi biển ở hòn đảo Caribe này là một trong những nơi nổi tiếng nhất vùng. Nhiều du khách đến đây sẽ được trở về hoàn toàn với thiên nhiên và tắm nắng. Bãi biển cũng rất nhiều nhà hàng, quán bar và các hoạt động thể thao giải trí. Ông vị cho ông Phương thế nào cũng lần mò qua đây. Rec ở Vancouver, Canada. À, Vancouver thì cũng khá là gần Mỹ đó Vi. Từ biên giới giữa Mỹ, các bạn xin cái visa bạn quay qua Canada là được luôn. Bãi biển về với thiên nhiên lớn nhất ở Bắc Mỹ này dài 7,8 cây số và là một trong những bãi biển nhộn nhịp nhất Canada. Ông Vi mà đến đây thì nó còn nhộn nhịp hơn. Giới chức ở đây đã nỗ lực gìn giữ vẻ nguyên sơ của thiên nhiên, vì thế du khách có thể bắt gặp đại bàng và chim bói cá làm tổ ở khu rừng quanh đó. Ông Vi mà đến là tôi nghĩ chắc đại bàng với chim bói cá nó tìm qua nước khác nó di trú. Mặc dù vậy, các quán hàng rong bán đồ ăn, kem chống nắng và các vật dụng cần thiết vẫn được phép bán trên bãi biển. Tiếp tục, Maslin của Adelaide của nước Úc. Bờ biển nguyên sơ dài gần 3 cây số với nửa bãi biển phía nam là bãi biển tắm tiên hợp pháp đầu tiên ở Úc kể từ năm 1975. Tháng 1 hàng năm, lễ hội tắm tiên Olympic Maslin được tổ chức với các hoạt động độc đáo như chạy ba chân, kéo co hay thi so vòng 3. Tuy nhiên, sau khi Ủy ban Olympic quốc tế phàn nàn, tên gọi của lễ hội đã được đổi thành Maslin Beach Nudo Olympics và cuối cùng thành Maslin Beach News Game. À, chúng ta sẽ nói về 4 bãi biển khác nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số bãi biển khác. Cập nhật cái danh sách list này để cho các bạn mốt mà các bạn có đi du lịch đó thì các bạn nhớ tìm đến những cái bãi này để các bạn khám phá được nét đẹp hoang sơ và về với thiên nhiên. À, nhiều khi các bạn đến tắm ví dụ như ông Vi là trở thành chúa bãi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Plage de Tahiti của Saint-Tropez của nước Pháp. Trong cảnh đầu phim And God Created Woman, có nghĩa là và Chúa đã tạo nên phụ nữ, vào năm 1956 thì Bridget Bardot đã xuất hiện trong tình trạng về với thiên nhiên trên bãi biển ở vùng Riviera này. Wow, và sau đó bãi biển này cực kỳ nổi tiếng luôn. Praia do Pinho, Paneiro, Camboriú, Brazil là bãi biển tắm tiên đầu tiên của Brazil, có khu phức hợp dành riêng cho những gia đình với khu cắm trại, sân chơi cho trẻ em và các quán bar. Tại đây thì du khách bắt buộc phải trong tình trạng về với thiên nhiên đấy. Đàn ông mà không có người đi cùng thì sẽ bị cấm tại một số khu vực trên bãi biển. Bây giờ các bạn đã hiểu là tại sao mà không có người đi cùng là bị cấm rồi đúng không? Thiệt là nguy hiểm. Tiếp tục, Lestrange, Mallorca của Tây Ban Nha. Bãi biển tuyệt đẹp với cát trắng, nước nông và trong vắt là nơi thu hút du khách vào những ngày cuối tuần. Không giống các bãi biển khác trong vùng, Lestrange rất là hoang sơ và tự nhiên. Phần giữa bãi biển là khu vực tắm tiên nơi mọi người thoải mái chơi bóng chuyền bãi biển trong trang phục của Adam và Eva. Trời, tôi thích chơi bóng chuyền lắm á Bi. Thiệt. Thế sao chơi bóng chuyền cải thiện được chiều cao. Và tôi thích nhất là đập bóng nữa.